đây là dòng đầu leo Esi về giao vẹt đi đu nô sùng é fizão é bonito você vê aqui no demo tá comprido muito obrigado vai ti ok hello chào các bạn mình về chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là anh em mình là quay trở lại bản bản Lang Đán Lạn nha các bạn. Như hôm qua là mình cũng đã nói là hôm nay sẽ lên là bảo người dân là dọn dẹp lại những cái chỗ đất trống các bạn. Đấy thì là sẽ giúp đỡ người dân là cái giống để trồng làm nông nghiệp. Vì ở đây là cũng có một số một nửa bản là làm bằng nghề đan lạt, còn một nửa là sẽ làm nông nghiệp để tạo điều kiện là giúp họ có cái ăn cái mặc các bạn, sẽ trồng trọt. Thì ở đây là cũng gần một cái con suối, mình sẽ tạo điều kiện cho họ được là giúp đỡ là về bơm nước. Đấy, bơm nước lên để trồng trọt. Đấy thì hôm nay lên đấy thì mình cũng có là đưa một số giống ở Việt Nam. Đấy, một số giống ở Việt Nam vừa rồi đã gửi qua. Thì ở đây cũng có rất là nhiều loài loài giống như bạn, hành này, hành lá này và rau cải Việt Nam này. Đấy rau cải đấy và cải 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 ngọt đấy và giống đầu léo của Việt Nam đấy, xà lách, rau mùi và rau dền đỏ đấy các bạn. Thì trước mắt là sẽ là dọn dẹp lại cái khuôn viên ở đây và sẽ đốt đi, xong rồi sẽ cay vì ở đây là có bo các bạn, sẽ cay xong cái đó là sẽ tưới nước và sẽ làm thành vòng ấy, làm thành hàng thẳng như thế này, chia ra hàng và sẽ trồng hai loài, đó là một loài của Việt Nam và một loài của người dân bên này. Đấy là sẽ giúp người dân là đi thu hoạch và bán ở trên chợ đấy các bạn, vì chợ bây giờ là rất là đa dạng. Ở chợ thành phố thì họ cũng bán rau mùi này, rau cải của Việt Nam các bạn, đấy là bán cho người Việt, người Việt ở bên này sinh sống cũng rất là nhiều, cho nên là mình sẽ tận dụng vào đấy và sẽ giúp đỡ người dân là bán là số tiền đấy là sẽ về chia nhau, là tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm. Đấy thì hôm nay đây các bạn đang làm ở bên này, anh Thạch thì cũng đang ở phía dưới kia. Đấy giờ là sẽ dọn dẹp hết sạch cỏ đi, xong cái đó là sẽ đốt sạch. Đấy xong cái đó là sẽ trồng một nửa là giống của Ngô La đấy, còn một nửa là giống của người Việt Nam. Là giống của người Việt Nam thì mình sẽ đưa giúp lên trên thành phố và bán cho những người Việt Nam đang sinh sống đấy. Vì ở trên này cũng có những cái quán ăn đấy các bạn, là sẽ bán được cho họ nhập xỉ đấy, nhập cái giá xỉ cho họ để họ bán lại cho những người Việt Nam ở đấy. Đấy cũng là một cái cách thu nhập rất là tốt. Bây giờ là sẽ chuyển sang phát triển về nông nghiệp nha các bạn. Là tất cả các bạn là mình sẽ giúp, hiện tại ở đây là có 5 bản thì mình sẽ giúp là cả 5 bản là sẽ làm nông nghiệp. Thì trước mắt là bản ở đấy là bản hai vết kỳ đấy, gọi là bản Lang Đán Lạt. Đấy người dân hiện tại là làm rất là đông. Bon dia, tôi đúng phần là chào bạn, chào các bạn. Người dân từ những người phụ nữ đấy các bạn, đấy không làm đán lạt thì sẽ ra làm nông nghiệp để phát triển thêm. Đấy, như thế này xong nó sẽ tập làm trâu các bạn ấy. Đấy lấy toàn bộ cỏ và tập lại. Đấy anh cũng đội mù vào. Chào các bạn kia. Chào các bạn kia. Ôi chào các bạn, mình là Sơn Thạch Nguyễn. Đấy đấy hôm có mày ăn ở đây phí xin đi người ta nụ mà đấy. Ta bông đấy. Vậy anh đúng không đấy? Thì anh quản lý thì hôm nay cũng đang nghỉ nha, cuối tuần thì đang đóng gạch đấy các bạn. Nên hôm nay anh cũng tranh thủ là đưa người dân ra để hướng dẫn người dân nó sẽ làm dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ đây. Cũng rất rồng nha các bạn. Đất đá thì rất là rồng nhưng mà không có điều kiện để mua giống để trồng đấy các bạn. Thì trước mắt là mình sẽ giúp đỡ, hiện tại là ở đây là có 5 bản. Thì bản đầu tiên mình khai thác ở đây là bản 2VK, bản Lang Đán Lạt. Đấy. Não tem coisa. O catana para a cota. Como são pequenos, assim vamos trabalhar mesmo com a enxada. Os pau mais grandes, assim trabalhamos com a katana e o maçado. Sim. Bota ainda para ver. Tira tudo, não é só pau, não. Sim. Tá bem? Assim. Tá bem, chefe. Depois queimado. Tá bem, chefe. Aí. Sai cỏ, các bạn, sai cỏ sạch, đốt. Để diệt
những cái con côn trùng ở phía dưới. Sinh vật nào có sinh vật nào? Hả? Sinh vật nào có sinh vật nào? Sao bị mua từ? Sí señor. Después aquí fallé en la de grande. Está bien, chef. Mete de ramaru vietnamita, ramaru angolano, junto. Después le va a ir a brasa a donde du do kilómetro 40. Sí, sí. Do mercado. Está bien, chef. Para vender, ayuda a bobo aquí, quem não fazer, aqui em Bala, então fazer. Está bem. Cultiva. Obrigado, chef. A não é? Sim, chef. Yeah. Obrigado, muito obrigado. Para nós é muito obrigado, agradecemos muito. É, assim vamos ter que lhe forçar mais, vamos ter que trabalhar, yeah. Mas o trabalho está a sair bem. Aí eu ando com tận dụng là hai cái ký ốt ở trên thành phố và ở trên huyện thì sẽ bán được rất là nhiều mặt hàng, rồi bán chúng thì mình đã mở ra thì mình phải bán đầy đủ các mặt hàng rau củ quả ấy, đây là hàng Đan Lạt cũng rất là thuận lợi. Xin ta về đấy. Xin chào. Xin bố tí là cabin. Ta về chào. Thì phát triển nông nghiệp thì mới được bền vững và lâu dài nha các bạn. Dạ ta đi. Obrigado, chef. Ok. Lại đang dạ, capi, đang gom lại các bạn. Vamos capinar para tirar todo o capim. Isso. Assim. Até agora. Não, se tá sair bem. Já. Não, trabalho tá correndo bem, né? Já. Mas tá bom, já. Se tá correndo, né? Já. Se tá bom. Trabalhar. Yeah. Okay. Isso. Agora vamos tirar esse capim aqui. Vamos ajudar nesse lado aqui para queimar. Đấy, bây giờ sẽ đổ chảy các bạn. Đấy. Isso. Estamos aqui. Evi đổ chảy khử các con côn trùng ở phía dưới đất. Ok, yeah. Ta đi. Ai nên tiếp bu ai nên nặn ra xe gôn ấy. O que está molhado não está queimado, tem que se mostrar. Aquele que está seco. Lá está me ligado. Eu estava me ligando agora, quando eu me mexer. Eu estava lá, vai, mas eu vou aí. Isso.
tira cho cái này ở đây. Sẽ cô tay tira cho tôi đủ. Ai vậy ta kiên. Ai vậy. Tira cái này sẽ cô để cô mẹ tia kì bà kè maru. Is. Vamos tirar o capim que está com isso. Vamos tirar o capim. Que está seco. Luísa. Tá bom assim. Pagou, não tá. Aí lá, pegou, tá bom. É isso. Tira sổ cabin bên đây. Dạ tá bom. Đây. Vẽ cái này cho mình. Tiene poca agua para pasar aquí, ¿no? Sí. Está teniendo que mandar a fallar y ir directa a su vez. No, mas ahora agua ya no pasa más ahí, va a tener que pasar de aquí. ¿Ahí? Sí. Mete eso ahí. ¡Trabala! Para tener un bowl, ¿eh? Eu vou trazer esse cimento. Rồi thì ok các bạn, thì bây giờ là đã làm xong cỏ và đã đốt, thì bây giờ người dân sẽ tiếp tục sẽ mở rộng qua bên kia để hôm sau có thể trồng những cái cây lương thực các bạn, một bên là rau, một bên là lương thực. Đấy thì mùa này mùa khô thì không biết ở đấy là phù hợp với được cái giống gì. Esiagora mai dùng bên đề ram để bôi lãnh xi mà bôi được ta phải dạy kể mi lũ ở bôi được Esiagora ngoài nào nào. Não, no milho ainda falta um bocado, mas agora podemos já meter lama e couve e também já dá para meter cenoura, cebola e tomate. Só? Sim. O que é tipo do milho, buçango na borda também? Não, o milho também já está quase, mas ainda esse mês ainda não. Vamos ter que esperar o próximo mês. Ah, próximo o próximo mês assim já podemos também já lançar o milho. Mas ainda agora esse tempo... Isso mesmo. Thì đấy các bạn, thì hôm nay lên thì như hồi nào đầu video thì mình đã nói rồi, thì mình cũng có đưa một số loài giống của Việt Nam. Esi bô vụ ấy, Esi aki, Esi đu Esi đu cement đu Việt Nam ấy ta.
Depois eu vou trazer para oferecer tudo, vai colocar aqui, depois vem fazer, sempre fazer trabalho. Depois vem de dinheiro para dividir para tudo aqui. Dạ. Obrigado. Rồi các bạn người dân cũng rất vui khi biết được nhìn được giống Việt Nam ta về chứ. Xin chào. Ở về chứ? Xin to. À? É Covid, né? Covid. Tá aqui também Covid. Dạ, tá aqui Covid ở Việt Nam ấy ta. Esse Covid. Tá vendo, né? Covid. Se bola do Việt Nam ấy ta, para ver. Đây là hành nha các bạn, giống hành và giống rau cải của Việt Nam. Còn bên đây là cà rốt đấy các bạn này. Cà rốt. Đấy, esse senhora do Vietnam ấy ta. Depois fica comprido. Não é tipo angolano. Não, ainda, essa aqui ainda é bonito. Tá vendo, né? Se bola, para ver. Đấy, chia sẻ cho người dân nhìn xem quá các bạn. Đấy, đấy giọng đầu. Đây là giọng đầu léo. Esse... Feijão verde do nosso. É feijão? É. É bonito. Você vê aqui, nós aqui não temos. Tá comprido. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, Tito. Aí. É feijão. Feijão. Sim. Esse couve também, para ver. Couve. Aí. Esse tipo angolano é quem? Não, esse angolano não tem vender ali. Não, não é fácil. Isso aqui? Esse aqui é... Aquele vender tá no braço, tá com brilho assim. Ah, o lombinho é lomboa. Nós falamos que... Não é lomboa? O bateraba, né? Bateraba. Será que? Cái này là cái nó gen đỏ đấy các bạn, nhưng mà bên này là ở bên này cũng có nó gen nhưng mà không có nó gen đỏ như thế này. Esse tipo angolano tem. Não, mas temos mesmo. Esse aqui é só um. Esse aqui é só um de alface do Việt Nam ấy ta. Đây là su hào các bạn, đây su hào, đấy hạt giống su hào. Esse é uma coisa do Việt Nam ấy ta também. Tipo de senhora, fica do baixo, depois fica tipo assim. Nunca te vi, né? Não. É. Agora é isso? Vocês gostam? Sim! Aí, toàn bộ giọng của Việt Nam thì mình... sáng tuần thì thể là sáng rất là nhiều loại giọng nha các bạn. Đấy. Ta kì a pha xì ta mình. A pha xì do Việt Nam ấy ta. Đấy, đó xà lạch của Việt Nam. Đấy, rất là nhiều loại giọng khác nhau. Thì chủ yếu là rau củ quả thì sẽ là trong hai loài đấy các bạn, trong cả đấy, mọi người rất là lạ đấy các bạn, lạ đang nhìn. Esse aqui depois vai crescer tudo, fica a rama do Vietnam e tá esse aqui. Outro bati é rama do angolano. Eu vou ajudar a comprar tudo o cimento para tudo esse vai ficar crescer. Depois vender, leva vender, depois dividir dinheiro. Obrigado. Já? Obrigado. Eu não vou levar mais nada. Eu só oferecer ajuda de cimento, água. Depois tudo tem de vai fazer, cultiva. Meter água. Tá bem. Bora ficar crescer assim, depois arrumar, leva vender aqui do quilômetro do 40, depois dinheiro vai dividir para aqui, eu não vou levar. Yeah. Ai, người dân rất là vui các bạn khi biết là mình sẽ giúp đỡ giống, mình sẽ là giúp đỡ cái giống cái trồng ở đây. Là trước mắt thì bây giờ đến cái mùa khô này thì sẽ là trong những cái rau củ quả, cà rốt, rồi là bắp cải, rồi là những cái giống của Việt Nam như su hào, củ cải, với là những cái rau cải. Đấy, thể trong đầy đủ các bạn, trong hết tất cả các loài rau là hai loài rau giữa Việt Nam và Angola sẽ lồn nhau và sẽ đưa, nếu mà thành quả tốt thì sẽ đưa ra ngoài chợ bán và sẽ chia cho tất cả những người dân ở đây. Thì sẽ trong cái đợt này thì đợt sau thì mới trồng được ngô các bạn, vì mùa này là anh ấy bảo chưa trồng được thì có thể khoảng một tháng đến một tháng rưỡi nữa thì mới bắt đầu là trồng những cái cây lương thực. Đấy thì trước mặt sẽ trồng những cái loài rau đó để đưa đi bán để có cái thành quả để cho người dân biết về những cái loài rau của Việt Nam cũng như loài rau cải của Angola. É, hoje o chef Tony veio ver essa parceira aqui. Então ele tá para nos apoiar, vai nos dar cebola e cenoura e tomate, vai nos comprar tomate e vai nos comprar e essa cebola, tomate e cenoura. E são coisas que nós trabalhamos mais muito aqui.
E o chefe está dizendo assim, vai ter que haver dois grupos. O outro grupo é aqui embaixo, o outro grupo é aqui no meio. E o último grupo vai ficar lá um bocado lá em cima. O que nós vamos ter que fazer, vamos ter que conversar. E molhar é a primeira coisa, vamos ter que molhar a terra, depois vamos virar. Depois de virar, o chefe Tony vai nos trazer. Isso assim é muito bom, ou não? Sim. Assim o chefe Tony nos ajudou, vai nos ajudar, ou não? Sim. E assim nós estamos a gostar, né? Sim! Camoni! 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 Hayu! 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 Uma salva de palma! Người dân rất là vui các bạn, thì một nửa sẽ làm là bên bên đan lát, còn một nửa nữa là sẽ làm bên nông nghiệp để phát triển cái nông nghiệp và được bền vững lâu dài, thì tương lai của bản này là sẽ là phát triển hơn rất là nhiều đấy, đưa ra những cái mặt hàng để thành phố bán. Dạ em mà xin giá fica bom tra valeu depois eu vou trazer mais de cimento para vai crescer já para ficar vender muito obrigado bom lá do lubango já tá bem sim obrigado sim. Ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phải được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Văn Lộc Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nhé các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah. Bon trabalho, yeah. Obrigado. Sim, sim, sim.